Hello, Pikachu. I wait for you. Hello, Pikachu, everybody. Hỏi cô chú sao? Hỏi con chuẩn bị ăn gì? Con chuẩn bị ăn kem phải không? Yeah. Mà con có đợi mẹ không? Dạ yeah, mẹ. Hôm qua là con có đợi mẹ không? Yeah, mẹ. Không, hôm qua là con ngồi con ăn. Mẹ coi lại video là con ngồi con liếm nè, con nhớ không? Yeah. Hôm nay có đợi mẹ không? Dạ mẹ. Dạ mẹ phải không? Yeah. Bây giờ có cô chú làm chứng nha. Yeah, okay, bữa nay là đi mua kem mới nè cô chú. Kem này là cũng có chân châu đồ này chia trong đó nữa, nhưng mà nó là cái nhân. Can you open it, mommy? Nói tiếng Việt. Mẹ mở con. Đúng rồi. Cái kem này là cũng của đấy đi mẹ coi coi. Kem này là của Đài Loan. Nói tiếng Việt. Mẹ con miếng tiếng Việt. Trời ơi. Wow, thơm không? Rồi, bây giờ nè. Để im đây, mẹ đi vệ sinh nha. 5 phút sau mẹ ra ngay chứ ao, nha chưa? Yeah, yeah. Okay. This smells delicious. Smells. Guys, smells delicious. Can you smell it? Oh, okay. Bà lại bà ngửi đi. Okay. Oh, wow. It smells good. Okay. Don't lick it. Okay. Chờ mẹ nha chưa? Okay. We'll be back. Hồi nãy giờ có chờ không? Dạ. Rồi ăn đi. Oh, ăn đi. So proud of you. It looks like she didn't touch it. Bữa nay con có bữa nay con có chờ mẹ ăn không? Bữa nay có chờ mẹ ăn không? Suy nghĩ. Có chờ mẹ ăn không? Did you lick it, JD? No. I'm proud of you. Are you lying to me? Mà bữa nay có cho mẹ ăn không? Mẹ. Dạ mẹ ơi phải không? Rồi lấy cầm cái kem đút cho mẹ ăn với. Hôm qua mẹ ăn kem của con có buồn không? Không. Có buồn không? Mong chú đưa lại trình mà con. Mẹ không ăn nữa đâu. Nhưng mà bây giờ con cho mẹ ăn một miếng đi. Cắn ngay cho đó. Nào giờ mẹ chưa có ăn cái nhân matcha. Đừng để mẹ cắn chứ con đừng có làm gì dơ. Ok. Daddy, can JD have a napkin please? Cái nhân trà matcha này nó có mùi matcha đắng á. Ngon không? Tiếng Việt. Napkin. Ok. Con ăn sao? Cô chú ơi, hồi nãy bây giờ hỏi thì cô chú nè. Cô chú ơi, hồi nãy giờ con chay nó có liếm không cô chú? Nó có chờ mẹ đó không mà nó liếm. Có liếm không? Dạ không. Giờ không nha, nhớ nói ra. Rồi, ăn dơ là dơ liếm nha. Cho mẹ cắn miếng đi. Này hôm nay nó không cho ăn nữa cô chú, này không cho ăn nữa. Không, cái này để cho con lao thai chứ con đâu phải để cho con để cái kem lên đâu. Kem là bỏ lên dĩa đàng hoàng thôi. Rồi mày cắn miếng thôi. Không ăn hết đâu, mày thứa mà mẹ không ăn hết đâu, mày cắn miếng thôi. Đồ cắn chút xíu thôi. Ăn kem đi. Hồi rất là muốn ăn kem, muốn chay kìa. Người kia, mất kìa người kia. No. Đừng giỡn, mày giỡn á. Con kể biết ăn không? If you want to give Lucky some ice cream, you gotta pick it off of it and you hand it to him. Okay. You can't let him lick off your stick. Mình không có thể nào ăn chung với lại Lucky nha con. Yeah. Mình khác, Lucky khác nha con nha.
Có cho có mời cô chú chưa? No, Dad said it. Hả? Rip off a little bit so cho, he can have some. Cho lá kỳ miếng nha. Đâu có được. Yeah, give it to him so he can lick it. Rồi để giống đó đó, đúng rồi. Get another napkin, baby. Sure. Oh, this one. No, không, cái này là không phải lau tay. Cái này. Rồi, Lucky là người tốt hay người xấu? Mom, I got some candy. Mà Lucky là người tốt hay người xấu? Xấu luôn hả? Tờ Lucky tốt, còn Jay là tốt hay xấu? Tốt luôn hả? Rồi. Đó, cô chú đây nha, đó, cái con này là đi gặp là PJ Masks là đòi. Đó, ưng vậy đó, mấy con PJ Masks này, thấy cô phim một hình PJ Masks này dở ẹt đấy, có chi đâu hay. Hả Jay? Mà hôm nay là ngày đầu tiên con ở với bà Út, con thấy làm sao? Hả? Hồi nãy bà Út tắm cho Jay hả? À, con chơi với bà Út có vui không? Dạ mẹ ơi hả con? Giỏi, trời ơi con nó giỏi kìa cô chú gà, nó là gì thể dục thể tháo đó. Con nói bà Út ơi nhìn con nè. Bà Út ơi nhìn con nè. Hy vọng là nó ở với bà Út là nó nói được tiếng Việt, tại vì bà Út không có nói tiếng Anh. À, cô Út, cái nước súp của con Chay đừng có bỏ tiêu nha. Nó chỉ cần cô luộc cái mì lên á, xong rồi cắt cái mì ra cái bỏ nước súp lên hâm microwave nửa tiếng là được rồi. Hả con ha? Đúng rồi. Mẹ là người tốt mà người xấu? Chút. Tốt, đúng rồi. Ồ, cô đã biết người tốt là gì mà người xấu là gì luôn á. Giữ nó chưa? Rồi cái ông này là tốt hay xấu đây? Xấu. Này là tốt hay xấu đây? Xấu. Xấu hả con? Cười. Chay ơi, bữa nay ba đi làm về trễ Chay ơi. Ba bữa nay là đi làm, thường thường là ba đi làm từ là 5 giờ có mặt ở nhà rồi, bây giờ 5 giờ rưỡi. Nãy ba gọi mẹ ba nói ba đi về làm về trễ tiếng mấy đồng hồ á, ba đang lái xe về đó. Con có chờ ba không? Chay ơi, mấy cái hộp đó không có ăn con, mấy hộp đó bỏ con. Chay có thích ăn bắp rang bơ không? Dạ có mẹ. Oh wow, đâu con xiết trời, con xiết coi. Wow dữ. Con nói bà ơi nhìn con nè. Con nhìn dâu nè. Anh bị. Bà nói con Chay nhìn ngoài như búp bê vậy. Nó là búp bê không tình yêu. Phải không? Chay coi vậy là búp bê không tình yêu không? À, nó là biết gì không, nó là công chúa ăn vặt đó cô chú, ăn vặt dữ lắm, không ăn cơm ăn nước gì đó, ăn đồ Mỹ rồi ăn cheese rồi ăn ham rồi pizza đồ này kia thôi, chứ mà còn đồ Việt Nam là nó không ăn rồi đó. Đồ Việt Nam là biết ăn gì không? Cơm trắng với nước tương với trứng đó là cái món nó thích nhất á. Còn ba qua tới Mỹ là bắt đầu ăn thịt xông khói, ăn pizza, popcorn, rồi á hả, ăn kẹo, rồi nó nghiền đồ Mỹ lắm, ăn cheese phải không? Dạ mẹ ơi, đúng rồi. Ăn vừa vừa thôi, từ từ thôi. Đó, ăn ơ mẹ. Dạ không. Ủa, con muốn ơ mẹ hả? Dạ. Sao vậy? Mẹ cũng không ăn cái mẹ. Cũng không chứ ăn vegetables nữa mẹ. Con không ăn cái vegetables nữa hả? Dạ chứ con muốn ăn gì? Con muốn ăn sugar. Ăn gì? Sugar. Sô-cô-la hả? Con có thương mẹ không? I want sô-cô-la. Con có thương mẹ không? Dạ mẹ. Thương mẹ nhất gì? Nhất lớn lên. Nhất trên đời luôn. Nhất trên đời luôn hả không? Giỏi. Mẹ con muốn sô-cô-la cầm luôn. Hả? Con sô-cô-la. Rồi lại đây với mẹ. Lại lên. Rồi con ôm. Rồi muốn gì? Không. Con đâu có cho nó ăn đâu. Đừng gì đừng có nghe lời nó. Nó chừng nào mà nó nói nó muốn ăn sô cô la, còn gì nói là con xin mẹ hoặc là xin ba nha. Trời ơi, nó muốn ăn sô cô la. Bà Út đưa cho nó nguyên hộp luôn.
Mà Út khỏe thì nhớ gì gì Út, nó mà xin kẹo gì là nó lại nó xin gì á là nó con nói là con lại con xin phép ba mẹ con đi, rồi chừng nào ba mẹ con cho bà mới cho nha. Ok. Ừ hứ ngon lắm. Không, mẹ không ăn đâu con. Dạ. Dùng hết gì mà cô? Con để con lại coi coi. Ờ, gắn rồi. Ủa mà sao tại sao cái xe này lại không có cái con màu xanh đó ta? Đáng lẽ phải có chứ. Không phải, chứ này là đáng lẽ phải có đi kèm theo cái con màu xanh chứ tại hình như là. Nhưng mà hình như là con làm mất phải không? Con làm mất cái con màu xanh tên gì quên rồi. Kiko đúng rồi. Màu xanh tên Kiko, còn con này tên gì quên rồi. Ai móc mũi kỳ lạ vậy? Kỳ không? Hôm qua con đi ra sân bay con đón bà Út rồi, cái con muốn đi máy bay luôn hả? Chay chứ nó khoái đi máy bay lắm cô chú. Đập con chay này quá. Muốn ăn đập nè. Bà Út là bây giờ là khỏi cần coi YouTube nữa đó. Coi hàng ngày luôn rồi đó. bà Út coi chay từ lúc mà chay chưa đẻ ra luôn á nha cô chú nha. Coi cho tới giờ luôn á. Đúng là cuộc đời mình không biết như thế nào hả cô Út Hoa. Không thể nào biết được ngày mai sẽ ra sao luôn. Cái con chay này vô duyên ghê luôn á. Ê, hồi nãy con qua nhà bà đi lâu rồi chơi vui không? Ngày mai là đi chơi Kiko chơi rồi. Đã ta. Gì con? Sunday Funday. Chứ không phải là Sunday Friday. Sunday Funday. Đúng rồi. Con muốn ra ngoài cho nó lạnh hả? Cô chú thấy không? Bây giờ mới 5 giờ rưỡi mà ngoài trời tối ghê chưa? Mùa đông là vậy đó. Có ba đâu xạo xạo không? Nó mở cửa ra nó nói hey daddy. Đâu? Ba đâu? Con nói đâu? That's not your daddy. Đâu có phải ba đâu. Thôi bước vô lạnh, đóng cửa lại đi mày, lạnh quá. Con nóng hả? Mà mẹ mua cho con mấy cái này con có thích không? Con có thích không? Kỳ cục. Chơi này nó kỳ cái, thôi đừng chơi nó nữa đi. Thôi trời ơi, ngoài kia kìa chơi cái lá cờ nó gió quá trời kìa chơi. Gió quá, đóng cửa lại đi con. Là vậy là đồ con chay sắp xong hết rồi không cô? Dạ. Dạ, có đem vớ cho nó không cô? Đó. Dạ. Rồi ngày mai ra sắp theo một đôi cho nó mang với lại đôi nữa. Trời ơi hay quá. Hay ghê. Té ngang, té ra ngoài đó sắp mặt là chảy máu đó. Ở ngoài đó xi măng không đó. Mom, I'm so cold. Nói tiếng Việt đi con. Con lạnh. Con muốn lạnh hả? Cô Út thấy qua từ sáng giờ nó đâu có coi YouTube, đâu có coi iPad rồi đâu phải không cô Út ha? Chừng nào ăn á, cái con muốn nó ngồi ăn là con muốn mở iPad mà nó cũng chạy đi nữa. Không, để ý từ sáng giờ đâu coi iPad đâu đúng không? Không nhắc tới luôn, không có điện thoại, không iPad, nó chỉ có lên xe ngồi, nó chán nó mới coi. Lên xe ngồi không có chuyện gì làm á.
Nó nói coi chứ cô Phúc qua từ sáng giờ không có coi ai bác. Cứ rủ chơi. Cứ rủ chơi. Ủa, ai nó mà có ai mà chơi với nó là nó ham dữ lắm. Nó ham chơi chứ nó không có ham ba cái điện tử. Hồi đó mà đi về Việt Nam á mà có bên Vincent với Bali đồ chơi á. Là là hả, nó không có cần iPad, iPhone gì. Con cũng, con là con cũng đỡ cái đó đó. Nó không có ghiền. Chứ nó mà ngồi im không nó ghiền, mà nó cứ ai làm gì làm mà nó cứ ngồi nó coi không là chết luôn á cổ quầy. Mà bữa nay chay ngủ dữ lắm nha cô chủ nha, chay ngủ cho tới 2 giờ trưa mới dậy đó. Là tại tối hôm qua đi rước bà Út á, xong mà ngủ khuya nên là ngủ dậy trễ một chút. Thường thường là ngủ tới 12 giờ dậy, hôm nay ngủ tới 2 giờ. Chay ơi, mẹ nói là không có được mở cửa nữa, mẹ lạnh. Mẹ lạnh. Chay để kỳ ghê á. Bà Út sáng này qua đây thấy cảnh ở ngoài trời đẹp hả bà Út hả? Xong rồi bà Út á. Đi cái gì chay? À mẹ chơi với con phải không? Bây giờ muốn mày chơi cái gì? Mẹ mẹ lấy cái con bự nhất. Rồi. Hello. What you doing? À, bạn đang làm gì á? À đứng lên. Ok. Mẹ à, đứng lên xuống hả? Hello. Chào bạn. Hello. Bạn tên gì á? À, tên Alex hả? Mình tên là Catboy. Me too. À, bạn đi đâu á? Sorry. Đi đâu ạ? À? Bạn nói cho mình nghe con. Bạn nói cho mình nghe con, ngày mai mẹ bạn chở bạn đi đâu? Ngày mai mẹ bạn chở bạn đi đâu? Ngày mai mẹ bạn chở bạn đi đâu? Catboy ơi. Vì sao? Catboy nghe nè. Cô muốn gì? Cô muốn baby sister baby brother. Ồ, cô muốn baby sister baby brother hả? Yeah. Trời ơi, nó muốn có em á cô chú ơi. Con có em để làm gì? Không, cô ăn cái này. Cái này sao? Cái này với Catboy. À, con đang nói chuyện với Catboy hả? Yeah. Chứ không phải là con đang muốn có em hả? Yeah. Con muốn có em không? Yeah. Làm sao vậy? Catboy. Làm sao không muốn có em? Hả, sao không muốn có em? Nói mẹ nghe coi, sao không muốn có em? Thôi, giờ mẹ đẻ em cho chay đi. Đẻ em gái hay em trai cho chay đi nha. Dạ. Sao không? Con có muốn người chơi với con không? Con phải cần người chơi với con chứ. Oh my god. Oh my god gì? Kỳ ghê không? Chơi kỳ. Ai cô? Không có sao đâu cô. Rồi thôi nha ăn chay, bây giờ nó quậy rồi, thôi bye bye cô chú nha. Dạ, mẹ ơi. Ồ, dạ không mẹ ơi hả? Rồi bây giờ nè, bây giờ mẹ chỉ, bây giờ mình chơi trò chơi này mà bữa giờ cô chú chưa thấy nè. Chơi quảnh tù xì ra cái gì ra cái này không? Ok. Quảnh tù xì đó, đừng có nói là làm họ ói đi nha. Có ói không? Uống nước vô, lấy nước chạy, lấy nước uống vô. Are you okay? Đi nước uống vô, đi lấy nước uống vô. Nước ra con. Đúng rồi, lấy nước uống vô. Bây giờ chơi quảnh tù xì đá gì đá này không? Yeah. Ok. Quảnh tù. Mom, try this one. Quảnh tù xì ra cái. Mommy, you gotta put it right there. À, bỏ điện thoại xuống phải không? Uh-huh. Rồi. Quảnh tù xì ra cái này, ra cái này. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Wow, giỏi. Khoan, để mày kéo gần lại cho cô chú thấy chay. Rồi, bây giờ là nói nha, ok. Hả, về chơi trò chơi hả? Dạ. Bánh tù xì thôi.
Buồn quá dạ. Dạ. Xin lỗi xin lỗi. Rồi thôi bây giờ mẹ bây giờ bye bye cô chú đi để mẹ với chay chơi nha. Nha. Đúng rồi. Nói lớn lên coi. Nói lớn lên coi. Quảnh gì? Quảnh dù xịt quá cái này. Ra cái gì ra cái này? Nói đi con. Quảnh dù xịt quá cái này. Ra cái này. Cái nào ra cái nào? Ra cái nào? Ra cái này. Ra cái này không? Một chút nữa mẹ cho ăn kem nha. Dạ. Một chút nữa ăn kem green tea không? Dạ. Ok. Đúng không? Không, chút nữa đi.